chào tất cả các bạn nha. Bữa nay thì sáng mình cũng không có việc gì làm thì mình chạy ra ngoài chỗ này mình chơi, mình tính ra chỗ này mình đi dạo vòng vòng với các bạn xem cái cảnh ngoại ô của nước Mỹ như thế nào thôi, chứ mình không có bắt con gì hết. Tại vì mình bắt về mình không ăn á, mình bỏ nó ổn mà. Ai để ai bắt thôi, chừng nào mình cần ăn nó ra mình bắt này. Bạn xem là cái ngoại ô của nước Mỹ, các bạn có thấy có giống ở Việt Nam không? Các bạn nói cái này là những cái vuông người ta nuôi tôm nuôi gì, không phải, cái này là cái đáng lẽ là cái rẫy nó khô nước mấy năm trước người ta trồng bắp trồng đậu các bạn. Mà năm nay thì mà khoảng 3 năm nay người ta không có trồng nữa mà người ta giữ nước lại cho nên nước nó lên nhiều giống vậy đó. Cũng đang xả nước ra nè. Nó giữ nước lại để cho vịt trời sinh sản á. Mà điều em thấy vịt trời thì thấy mình em bay hết này, còn thấy cá sấu ở đây thì nhiều lắm. Cái số nhỏ nhỏ không à. Hôm nay mình không có đi câu đi săn hay đi bắt. Bạn coi nè, cái chỗ này cái ruộng để bắt tôm đó nè, cá sấu quá chừng à, cá sấu nè. Nhỏ nhiều lắm. Ảnh là con này nó chặn đâu chặn 7-80 cm thôi. Chưa thấy con lớn trong khu này. Các bạn coi có 3 con cá sấu nó đang bơi ra kìa. Chỗ này trong cái ruộng này là ruộng thứ nhì rồi. Là nó hơi lớn chút rồi. Cái con này cũng cả mét rồi, 3 con nó đang ra. Hôm nay mình vô đây mình đi, mấy bữa trước thì mình đi vớt gió ngoài cái ruộng thứ nhì thôi. Thấy nó nhiều chưa? Ở trên bờ giờ thấy nó bơi ra. Cái này 3 năm nay ở đây chính phủ giữ nước lại, nó có nước cho nên nó có cá sấu ở đây. Mấy năm trước cái này là cái field để ta trồng đậu nành với trồng bắp. Bây giờ người ta muốn giữ nước lại cho nên cá sấu nó lên đầy. Không thấy 3 con cho nó bò nên nó bơi đi kìa. Con đó. Còn giờ mình đây thử cái ruộng này thứ 3. Cái con đường mình này đi vô trong này là mình đi bộ hoặc đi xe 4-wheel là vô đây thôi, chứ không có xe hơi mình vô đây được. Mình đậu lại cái cổng kia mình đi bộ vô đây. Bạn ở trong đây có cá mà. Con cá sấu rồi nó nằm kế bên mình mà nó nằm bộ, nó nằm im, nó không chịu chạy kìa. To chưa? Nó mới dạng chưa? Nắng nó lên phơi nắng á. Nó kìa. Thấy dạng chưa? Giờ mình chọt cho nó chạy cho các bạn nha. Đang ngủ rồi sao á. Chạy chưa? Vậy nó mới chịu chạy đó. Mình cách nó đâu chặn 2 mét à, mình lấy cây mình chọt nó mới chịu chạy, chứ nó chưa chịu chạy nữa. Nó dạng chưa? Đó con nữa kìa, nó thấy mình nó mới lặn xuống, giờ nó bơi vô lại kìa. Mình thấy nó nhiều chưa? Cái này là cái ruộng mình đi bắt cá tôm, thường đi bắt tôm đó. Đó, đó con đó. Con nãy mình chọt nó bự hơn rồi, nó lao qua đó kìa. À, con đó con lớn, con này cách nhà ở đây trao chặn 25-30 mét à, con này nhỏ hơn, nó nằm nó phơi nắng mình mới ghẹo nó chạy lặn xuống và nó bơi vô bờ lại kìa. Đây con nữa cho con thấy nè, nãy giờ ra thấy 6 con rồi đó. Này nó lớn rồi, năm rồi mình thấy nó nhỏ xíu rồi, năm rồi mình thấy đâu nó chặn 4 tấc rồi, năm nay chắc cũng được 6-7 tấc, 6-70-8 này chắc khoảng 7-80 cm. Mấy năm trước nó chặn đâu chặn 30 cm à. Một tay này nó lớn rồi. Đây thuộc trong rừng thôi, khu này không có ai sinh sống nữa các bạn. Cách nhà khoảng chu vi khoảng 10 mấy 20 cây số là không có ai sinh sống. Này có một số ngoài đường tránh đất tư nhân thì có làm rẫy trồng bắp trồng đậu thôi. Cái này là thuộc đất của nhà nước. Mùa này cuối tuần thứ 7 Chủ nhật thì người ta ra bắt tôm nhiều, còn ngày đầu tuần về thì ít. Nãy mình thấy cũng có 3 người. Chút mình ra đó mình quay cho các bạn xem. Ở đây mình cũng thường hay ra đây mình bắt ếch với nhiều á. Mà tháng này chưa được bắt. Tháng 6 là 1 tây tháng 6 mới được con bắt. Giờ ăn nghe nó kêu á. Đó, ngoài kia có ba người đang bắt ngoài kia. Còn con rắn à, rắn mới nó ăn cái con gì à? Đang ngậm cái con gì à? Một cá, ồ nó ăn được con cá luôn à. Ăn phải trắng à. Cá bự hơn nó mà nó gặm thêm, nó xong cái con cá catfish cái làm bự gấp 3 lần nó không biết ra nước nổi à. Mùa xuân ấm áp lên rắn rết ở ngoài đây nhiều á. Để từ ra các bạn. Ok, tới đây cũng xin chào tạm biệt các bạn nha. Và các bạn clip sau. Hôm nay quay cho các bạn xem cái cảnh ngoại ô của nước Mỹ như thế nào thôi, chứ mình không có bắt con gì.